Xin chào thầy và các bạn, em là Trần Quang Huy, Y45. Hôm nay em xin được trình bày về câu hỏi tiền liệt tuyến được cố định bởi những gì? Câu A, bàng quang và hoành niêu dục. Câu B, cân đề non vilier. Câu C, dây chằng mu tiền liệt tuyến. Câu D, tất cả đều đúng. Vậy, tiền liệt tuyến là gì? Tiền liệt tuyến là một cơ quan tuyến trong hệ sinh sản của nam, góp phần vào quá trình thụ tinh duy trì nòi giống. Tuyến liệt tiền liệt ở nam thì tương đương với tuyến Skene ở nữ. Tuyến tiền liệt thì nằm ngay dưới bàng quang và sau xương mu, giữa hai cơ nâng hậu môn và bao bọc quanh niệu đạo. Chức năng của tiền liệt tuyến là tiết ra dung dịch chất kiềm trắng, dung dịch đại chiếu 25-50%, dung lượng của tinh dịch, dung dịch từ tuyến tiền liệt, tăng cường khả năng di động của tinh trùng và giúp làm nhờn niệu đạo khi xuất tinh. Một số bệnh thường gặp ở tuyến tiền liệt đó là viêm tuyến tiền liệt cấp và mãn tính, phì đại tuyến tiền liệt, ca tuyến tiền liệt. Một số phương tiện cố định tuyến tiền liệt đó là tuyến tiền liệt thì nằm ngay dưới bàng quang, phía trước thì được cố định bởi dây chằng mu tuyến tiền liệt, phía dưới tuyến tiền liệt được cố định bởi hoành niệu dục, phía sau thì được cố định bởi cân đề non vilier và ngăn cách với trực tràng. Cho nên câu 17 này em xin được chọn câu D, tất cả đều đúng. Tiền liệt tuyến được cố định bởi bàng quang, hoành niệu dục, cân đề non vilier và dây chằng mu tiền liệt tuyến. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe ạ.